Hiện diện tích cây sầu riêng của tỉnh Tiền Giang dẫn đầu cả nước và trái sầu riêng giá đạt mức kỷ lục. Đặc biệt do nhu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc tăng cao nên trái cây này rất hút hàng, thiếu nguồn cung cho nhu cầu các đối tác. Hiện nay các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tiền Giang thu mua trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang Trung Quốc với giá cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể trái sầu riêng giống ri 6, khổ qua xanh, chuồng bò giá trên 80.000 đồng một ký, giống mỏng thon giá trên dưới 100.000 đồng một ký. Tuy giá cao nhưng sản lượng trái sầu riêng hiện nay thấp nên không đủ số lượng để cung ứng cho đối tác. Tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 16.000 hecta cây sầu riêng. Với mức giá ổn định như hiện nay, mỗi hecta cây sầu riêng, nhà vườn có thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm.